Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau cả tuần mưa nhỏ, mưa phùn rả rích, lép nhép thì sáng nay những tia nắng đã xuất hiện trở lại với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Đây quả là một tin vui dành cho người dân miền Bắc trong ngày Chủ nhật cuối tuần. Hôm nay hầu khắp Bắc Bộ trời đều phổ biến nắng ráo nên nhiệt độ cũng tăng dần. Cao nhất ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng là từ 27 đến 31 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ thì cường độ nắng mạnh ngay từ sớm, nhiệt độ tăng lên ngưỡng là 30 cho đến 33 độ. Dự báo từ ngày 17, ngày 18 tháng 4 sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt có nơi trên 35 độ. Nắng ráo cũng là thời tiết chính ở các tỉnh miền Trung. Hôm nay, vùng áp thấp phía Tây mở rộng ra nhanh nên khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế cũng chuyển nắng và nhiệt độ sẽ tăng lên mức là 29 đến 33 độ. Từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ là 32 tới 34 độ. Dự báo từ ngày 17 tháng 4 trở đi, với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, cộng thêm với hiệu ứng gió phơn, ở vùng núi các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng, và từ ngày 18 tháng 4 thì nắng nóng bao trùm trên diện rộng. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo nên hôm nay cả hai khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Riêng Nam Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông còn tiềm ẩn nên người dân cần lưu ý phòng tránh. Trong ngày, trời vẫn có những khoảng nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại Tây Nguyên ở mức là 31 đến 33 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ là 32 cho đến 34 độ. Trên biển, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc đến Đông với cường độ yếu, cấp 3, cấp 4. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ và không có mưa dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Chỉ lưu ý với quý vị đó là tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, sáng sớm nay lại xuất hiện tình trạng sương mù nhẹ trở lại nên các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.